que me diga coche la. Bây mình đi có quay trở lại mình làm một số quét ấy. Bây giờ mình đi gặp thằng Ryuji để mình nó có hay nó gọi là Legendary Ramen King of Ramen. Awesome. We gonna eat it. Come on handsome, I need that that ramen I need it now. We are excited to. But then I can hear something. Right? Now you cannot don't go so choy. Migoku. Wait, please hold on. Thì chúng ta đến chỗ Migoku để ăn mì. It look like the legendary ramen is already sold out. It's so popular order meal ticket for the typical sale. A moment after the shop opened, today potion is already gone. The hell? Quán mì này quá đông rồi, nên là tất cả cái phần ăn là bị bán hết rồi. Chung là tất cả các bát này là bán hết rồi. Có vẻ như vẫn có cách khác để mà là mua được cái ticket for real. To set aside some ticket to be sold in different location. Chủ quán mì này muốn khách du lịch để ăn được mì nên là ông để dành. Ông bán mấy cái khẩu phần ăn chỗ khác. Let's see. Shop in Suzuzino here, red side. No way, man. I will review the location. I'll pay you back for that. Begin the store with the red side. Mình phải accept. Nói chung là mình có làm cái request mà đi đánh con kiểu là mấy con slam ấy. Chào is a nightmare. You're accepting this request? Này là mới hay là cũ này? Đây này. You're doing this one? Leave the ticket meal. Okay, let's do our best. Cô có thể là mình sẽ làm sao này nhỉ? Cái nó sẽ bút được cái này. Chưa thực sự quan trọng lắm. You're doing this one? You're doing this one? Là nó mở rồi. More accessory. Love Supreme. Nó sẽ là bút cái Bond Experience này. Cái này mình làm được luôn rồi. Cái này chúng ta Deliver Strength Circuit. Này mình có 36 cái này. Unlock level cap for bond skill. Mission accomplished. Ngoài ra thì mình có cái dao thần dốc cơ thôi. Cái dao xịn hơn một tí đấy. Đó, cái này là kém hơn một tí chứ. Nhưng mà nó có cái random alignment. Nên là cái mà mua trong shop thì vẫn là tương đối xịn. Là bây giờ mình có thể mình đi làm cái quét luôn nhỉ. Mình làm cái quét thì đập nhau với cái mụ ấy. Khả năng là mình sẽ đập nhau với thằng quản giáo lại thằng trong tù ấy. Exploit the deal. Let's go. Chúng ta đi làm một số cái nhiệm vụ đây rồi. Nhiệm vụ phụ. Ở trên giờ bấm nhầm là ai ở chỗ khác mà đúng. Không phải Sendai, Sapporo mà. Get to
No, mejor me digo que me echan Ryu Z, mate. Con todo de Velvet Road. Antes de mencionarme que vean en la coe con personal. Welcome to the Belt Awake in your new south. Junta con Kawan Micha. Sin san. Me con el aguino de la toro. It seems that it can gain new power. Con el amante que jamás salga. Y yo voy a ser. Nen me tiene nen. En san. It seems that it can gain new power. Y sin con nea. Y ligó. Y ligó en el enuro no jamás chino. Y sin hay con nea. It seems that it can gain new power. Con yo voy a... Con el coche mafia, me encanta. No me como ni sin me con ahí. Black Oath. Como ni sin con ahí. Seems that it can gain new power. Como ni sin con Eligo Matina, con el Mike. It seems that it can gain new power. You wish to strengthen it. La pobre con nadie. Awaken your new self. Awaken your new self. Mokoi, Zuckerberg. Sin sa thì thiếu nè. Chẳng thiếu nào. I do not believe you can control. And some level is not sufficient. Mày level 35. Nên là mình có thể mình đợi một cái một ít level nữa. Để chúng ta nộp cái con Red Frost này hoặc là với cả con này. Con này là Magic Eye 2. Tạm thời là chúng ta chưa cần lắm. May luck be on your side. Thì mình check nhanh quá. Yes, let's go. Ta có nhiều cái request. Cần An này, Haru, Ryu Z à? Anh bỏ Sophia mày. Fan này support và đánh cũng tương đối ác. Explore được gì à? So, stop just growl. I think the shadow's clear. Where did he know you? What's that? Inventory the castle. Focus. Ơ, chỗ này không băng nữa. Đâu, cái đoạn này là chưa có băng. Lim lim. Cái này là xong nhiệm vụ rồi, nhanh. Request. Này xong là lấy được cái Zozo con này rồi. Sub-Zero in Sapporo. Tiêu diệt Jack Frost. Hola. Mira, Jack Frost. Go ahead. Mira, chuan. Nghe đi ra cái hướng đấy. Shadow sighted. Check out that shadow. He's only wrecked for me. Lại Jack Frost. I don't
chưa đó mình vừa đánh cái điểm yếu nhé. Tám trên 20. Đấy còn mấy con này. Ui. Chết luôn. Mày. Nhà bốc phá. Đấm mình, chó. Thạch phó rồi. Vẫn chưa đủ mấy con sách phát này. Request 14 ấy. Psychokinetic Sentanta Bug Slatter Mobman này. Mình chưa gặp được lại con Mobman nào. Mình để giúp cơ bắn súng ấy. Strike you down. Go, go, go. Take this. Focus. Go ahead. Ui, nó lại vả mình mẹ vú đấy. Hai con đĩ này. Mình đổi vào Sophie rồi nhỉ, chỗ này cứ cần mình cho Morgana vào tí nhé. Chỗ này em này, em sợ tài. Nên là bây giờ có mỗi con mèo là nó có chưa hồi sinh. Dạ. Cái con Lim Ly. Jack Frost, grab it then. Yours. Time for my
Mẹ con đĩ này mà có chiêu này khó chịu nhỉ. Để tắt cho con này nó bỏ cái magic này, này. Infect Ray này. Không Infect Ray được nữa. Mèo ra. Ui kìa, mèo này. Mở cho mèo này. Supporter. With this. Sorry. Persona. Go ahead. Úi dồi, xoáy. Tự nhiên gặp con boss này, mạnh quá nhỉ. Safe to say we overwhelmed. Okay, let's move. Nothing on my radar. Looks like we're safe for now. I should write something. Gỡ nhanh mà. Vậy nhưng cái đoạn này là không trả đã quét rồi. This is the request. You're already working on this one. Chỗ này không trả đã quét. Để sao vậy? Làm một đường rồi quay lại. Sensing something nearby. Này vào cái chỗ castle luôn. Its appearance is rather striking. The closer we get, the more vivid its detail. Detail aside, we can't get in again. Then let's search for another entrance. Thử phải nhớ đường này. It's all you. Okay. Bồi lên. Ready when you are. Just save the world. Làm gì với ui có mob me này, làm mày chết cha rồi. Úi giời. Choáng. Mẹ chẳng chết. Kawaii. Please do. Oh,
con cái hút lửa. Chắc mình phải quay lại chỗ khác rồi, mà tạm thời là mình sẽ request tiếp theo sẽ là cái defeat the principal by training Whitney này. Defeat Kawai by training Whitney. Mình cần Makoto này của trưởng này. Mình có thể đổi ấn A này sang Makoto ấy. Đang điều khiển này. Tôi lại khỏe phết đấy. Không vô được nó đấy. Chờ một phát đây. Đây là Principal. Principality, Mothman, Slime, Arset, Andres, Arset. You're mine. Phải làm mù cái này nữa. Ôi, có cái kim cương này. Ôi, con này là con Vampire Moth tại nhà ấy. Chết rồi. Lốc. Balloon blister increase the random damage. Ô, giữ cái này là sẽ không phải mất đạn à, ngon quá nhỉ. Này đứng ngoài mà phang. Ui. Tầm này mẹ bổ thì phải chết rồi. Ui. Cứ giữ mẹ cứ giữ cái tam giác này làm bắn không mất đạn luôn phải. Mày quá ba đạo. Mày chết mẹ rồi. Bắn. The Vampire Moth. À đây đây. Đây là cái con này. Đi về sai ổn định à? Bốn mươi tám nghìn đi. Ủa mẹ kiếm tiền nhiều thế. Thế thì mình phải tăng cái này thôi. Tăng cái mà gặp được có nhiều con quái này hơn. Nhạc bốc vãi nhà. Good stuff, guys. Keep it
coming. No shadows. He's not right up ahead. Đi nhầm đường nữa nhỉ? Why don't we see what that is? Oh, can we get him from up here? Chú vào cửa sổ. How are we gonna reach it though? Is there anything we can use, like a platform? Cho thằng Ryu đi vào tí. Cái đẩy, ôi dồi, cái này bắt rồi đó. Nghiêm túc luôn. Ăn được cái thùng. Hòm, cái hòm. Emo dress. Áo cách nhiệt. Thấy con nua rồi. Thermo dress cộng lên 100. Nu free à? Kháng lại băng. Phải cho lại được. Bây giờ phải đẩy đẩy cái nào ra đây này. Chỉ như này thôi, thì tưởng khó lắm. Ok. Once we get in the cat, are you ready? What? You would prepare for? Let's come back here. Lực mình đang hết rồi nhỉ, hay là mình quay lại sau rồi? Bây giờ cũng không quay lại được. Đây này có mấy cái thực dĩa. Lực mình bây giờ nó hết mẹ rồi. Không muốn đánh nhau luôn tí nào. Ôi nhìn thằng này nó cầm cái bát to này. Mình sẽ phải quay lại, mình đánh nhau có nhiều máu ấy. Và quay lại luôn. Ta chọn team A mẹ. Haru này. Giờ let's get to work. Có khi mình chỉ cần Haru này, sau Ryuji, sau có hai team debuff đấy là Joker support lẫn được nhỉ. Nghĩ làm gì nhỉ? Sapporo. Okay, beginning infiltration. À chết, đi đổi lại hết mấy cái quest nhé. Để lấy cái vũ khí mới nhé. Bây giờ mình làm lại quest. Có phải quay lại để nó trả quest rồi. Quay đi quay lại hơi mất thời gian một tí đây. Mình request này, so sub zero. Mission accomplished. Nên sẽ có nhiều đồ. Training the weakness, Water Jojo. Mission vũ khí con này. Dead contract SC cái gì con này. Oh, grocery available. Mission accomplished. You're already working on this one.
con principal này mình chưa bút hình ảnh nhiều. Deadclaw này. Đây là một Kawai. Kaiwan. Mình mở shop xem có gì. Cập nhật thêm nhiều cái. Cái accessory này có thêm hàng mới này. Thấy. Đâu có gì đó. Đây cho một item. Bamboo Yotan. Hồi Rage. Tiếp đánh con kia kia phải 8 mấy nghìn. Salmon. Cà rốt này. À bây giờ nó bán rất là nhiều cái này. Làm mít nhưng mà giờ nó bán nó rất là đắt rồi. Mình không biết là thằng Joker mình còn thiếu cái skin thì để xem là cái con chùm là nó như nào. Có cái gì thì... Chắc mình nghĩ là nó sẽ đánh tầm mấy con mini boss. Tôi sẽ cần là Ryuji này. Đó, thực ra là mình cần cái mèo nhé. Haru Sophia này. Haru Makoto này. Không biết mình cần Makoto không? Bỏ An vào đi. 5/8 này, 5/4 này. Mình cần thằng Ryuji để nó buff damage cho bọn này. Nên nó cần An không? Thôi bỏ mẹ An, Haru, Sophia. Thử cái team. Governor Office. Let's keep moving ahead. Where do we go from here? Nên là cái con Sophie sẽ là support chính của team. Nó có chiêu support này. Và chiêu debuff cho team. Ở đâu là debuff quân địch. Bỏ đã. Lại mấy thằng principal rồi. Nó không chết á. Đông thế. Mày lại đánh nhau đi. Vô ích rồi à mày. Ui, nó bắn thế này. Chạy đấy kìa. Mẹ ơi. Chó chết này. Chó này nó bắn nhá. Mẹ mấy con chó, chó móp. Móp men này, mặt bố này. Chó. Đi anh. Ui, lại móp móp men. Vãi nhà ấy. Ui, đồ bắn. Cái gì này của nó nhé. Ui. Để ta lầy vào đây rồi. Ui. Rồi, có Rim Needle rồi. Ui, thằng Joker chết luôn này. Mình cầm cái con này yếu quá. Ôi, chạy. Ôi, tự tử này, nó giết ra. Cầm cái team này không ổn. Shit.
Oh, con mèo. Cái bò thằng Ryuji ra vậy. Sophia này yếu ấy. Ui, thằng này vẫn cầm cái con này. Chỗ này chỉ cần em này. Con chó này mẹ rất là khó chịu. Hai con chó này. Santana đánh rất là đau. Kìa sao cứ xoay yêu nhỉ? Khó chịu thế. Flat bomb. Mẹ mấy con chó này thật nèm. Kìa. Cái bọn này quá tội, mất mẹ đống SP. Bây giờ mình vẫn cầm cái con slam này. Cô đừng bảo là mình phải ấy lại nhé. Bị ấm sao nhỉ? Đứng ấy. I'm not doing so well. Please heal me if you can. Có khi mình phải đổi con Morgana mà. Morgana mà thay con Sophia. Chúng ta sẽ có nhiều cái vị trí nó bắp cho team. Và chơi thử. Nhìn là con này nó có cái dìu ấy à. Là Haru. Nè. Phía lâu. Này là ấy mạnh nhất. Sẽ đeo cái gì nhỉ? Đeo mở cái SP này. Hoặc là Endurance, Agi cộng 4 ấy. Đeo bất kỳ cái gì. Cô này là nó cầm cái xiềng. Alright, infiltration success. Success. Spotted ahead. Kawan. Please do. I'll do it. Để chị, để chị. Cút. Còn mấy con này. Tốc cơ đã. Đốt chết luôn. Đâu nhỉ? Now I'm even more dependable.
Domestic rat? Domin rat? Nghe đánh physical attack à? Con mèo này có chịu... Con này mèo này vẫn là cái con mà nó có cái... Có những cái kỹ năng hồi máu mạnh nhất trong con team. Hồi máu cho cả team rồi. Mapsi, đây là nâng cấp của... À đâu, Mapsi nâng cấp của Mapsi. Evil Smile, làm trò. Evil Touch. Có cái đèn này mình không dùng được. What's that? Con chó nó xuất hiện rồi. Wow, it's beautiful. Cái kiểu lâu đài băng. Yes, such a magnificent design. Magnificent design. Vừa nói ra, ôi lại mob men một đống đấy. Đồng vãi ra đúng không? Ui nó bắn này. Thế đấy. Mẹ mày con đĩ này. Cái đèn này từ nãy giờ mình không để ý. Nothing on my radar. Bỏ mẹ con này đi. Bỏ mẹ mấy con thấp thấp đi. Andra lại thấp. Yeah, looks like we're safe for now. Should be up ahead. The door is broke. All right, Skull. Heck no! I don't want my hands getting stuck. Guess that's not an option then. Let's find another way. Mình đi nè, nên có gì? Focus. What's that? You can always use it. Looks like a treasure chest to me. Wanna open it? Oh. Con này. Shadows, wipe them out. Lệ. Ui sợ. Mẹ mấy con súng này. Chó này. Đẹp tí dính như là đòn mà. Motor support, active support. Increase active support put in showtime for. Con này nó sẽ boost cái showtime mình. Climb out through there, we may be able to ascend the outer wall.
may having been going on Queen. I don't know. But it matter. Oh, that's perfect. Yes. Mèo này cũng sập sệ quá nhỉ. Búp cho búp nhiều cho tim. Tôi hết cả mana. The wind is strong too. Careful not to fall, everyone. Hả? Sao mình chia lên cái này? Ui lại còn mấy cái con chó này. Đứng ngay trước mặt mình luôn. Mấy con súng này bắn khó chịu vãi đá. Đứng trên cao là bắn. Cao ngoài. I castle governor. Vãi nhảy. Principal. Shouldn't you be threatening us by now? I don't think they're here to mess around. Be ready for a challenge. Một mẹ nó, con này nó mạnh rồi. Air warning, this one's gonna be rough. Here's some tough luck. Appreciate it. Incoming attack, brace yourself. Out of our way. This is it. Ui. Phải bị hỏi chấm rồi. Sai ô. Để đổi thằng tốc cơ mình hạ để defend là Persona. Jack Frost. Đã được hai con. Let's go. With this. Persona. Citata. Rabbit step. Got it. With the sentences. Got it. We know I can count on you. Fire. You're mine. Con này tụt máu thấp nhỉ? Hay như là con này nó hồi máu cho ta con đấy đấy. Nó đánh như không nhỉ? Anh nó có tụt máu tí này. Đánh như này mà không chết, vãi là. Con thiên truy của mẹ đánh chưa được mạnh lắm. Mapsi. Ui, ui ôi, mẹ dính chiêu Mapsi của nó. Con thiên truy. Đánh nhau loạn cái lên. Mafio rồi. Dính cho quả này là toi con mẹ luôn. Bird Sphinx Johanna Space Water.
Đấm ấy. Ui. Nằm đấm khúc lý vãi đàn. Đấm khỏe quá. Đấm nó như này mà không chết. Mafio, phải húc đầu. Nhưng mà chỉ biết đó. Hisaka, our second Mothman principality, Ami no Uzume. His power, persona. With this, thank you. Come, Allegor. Butcher. I'll use this. I appreciate it. Switch out. Okay, got it. This is it. Ooh, boy. Này mạnh quá. Đánh mãi một con này không sao. Đấy là. Một con kia chết mẹ luôn, mình chưa kịp đánh luôn. Căng quá. Defense Master. Tớ mình có thể mình bỏ cái chiêu này. Mình tổng là Freya. Đây đó. Free. Fresh. Chắc chắn là phải quay lại cái đoạn này là nó có cái khóa. It's the desires. That means the throne room's just ahead.